Xin kính chào quý vị khán giả, các cô, chú, bác, các anh chị đã đồng hành cùng kênh Bạn Sát Dân Tộc. Hôm nay thì anh Ngọc cũng có mua cái năng lượng mặt trời, nhưng mà do anh Ngọc bận, anh Ngọc không vào được thì nhờ em cái vào lắp cái năng lượng mặt trời cho gia đình em Thò Mỹ Trí và em Thò Mỹ Xá. Thì hôm nay thì em cái cũng vào đây đang chở cái tấm pin, coi cái củ ắc quy, cái năng lượng mặt trời vào lắp cho hai gia đình, cho hai em. Đây, em Xá vào đây. Em tháo ra. Hôm nay Chí đâu nhỉ? Xá? Chí đang bận ở nhà. Chí bận thôi nhà rồi. Thế tí nữa lắp vào nhà em trước xong thì sang nhà Chí nhé. Em giúp về lắp luôn cho Chí luôn. Quý vị, vì hôm nay em Chí, em Thò Mỹ Trí nó bận, nó không ở nhà. Thì bây giờ thì mình vào lắp ở nhà em Xá trước. Xong thì lắp nữa sẽ lên nhà em Chí để lắp cho em Chí. Thôi chị, mình chỉ cho chị xuống. Đây, em cái sẽ để em cái để một bổ đây. Thì sẽ vào lắp cho nhà em Chí sau. Bây giờ nhà em Chí không ở nhà thì sẽ xuống lắp cho em Xá trước. Bây giờ anh em mình cứ đi vào lắp cho gia đình em. Bảo hai thằng bé này không kịp nhá. Chị phone nhá. Chị phone, chị tốt phone nhá. Nhá có thì một hợp bó. Đi xuống giữa sông thì để tìm các thi chưa xong thì lấy cái thang ấy, lấy cái thang kéo lên nóc luôn. Cứ làm thế cái trong gà mà hao chè. Thằng này có gì được không? Mình chéo vậy. Thế là lỗ ở nhà chỗ sát là sát về. Chỗ sát từ phía tàu á. Ơi, anh chỗ sát sát từ anh trai nóng tôi, nóng à từ mùa. Sát phía tàu. Sát còn chê sát còn phải làm chê phía tàu. Cho nên lúc nào cũng lấy thằng đó. Và tôi sẽ sạc điện. Bây giờ nhấp cửa vào. Thì em có cái than không? Có cái con dao không? Để cắt cái này. Xá có cái bật nữa không? Lấy bật nữa. Đấy.
Xong thì em đây là tìm cái than chưa lên nóc nhá. Chưa lên nóc mình à. Em xá ơi. Có dây thép nào không? Vậy có dây thép để buộc chắp cái tấm pin này nhá. À, tìm cái dây thép nào mình buộc vào cho nó chắp luôn đi. Để trên nóc nó. Không sao đâu mà, cái cục này nó to có mấy đâu thì à? Ra lên mặt trời nó cũng... Nhưng mà cái này có kích ra thì chắc không ấy, phải an toàn là chứ. Có kéo không? Kéo nào. Lấy mua ho cao của tạp hóa rất tuyệt này. ทำไมเยอะตัวสอนเราตัวจุดตัวเมนที่มือเราตัวเดียวตัวเลี้ยงมาใช่ตัวเลี้ยงมาเราชิจุดตัวดูดูหน้าบอดดูหน้ามือเราเด็กคัดคัดคัดมาบวชตัวเจี๊ยบเขาเตรียมจะต้ม Bây giờ thì em cái chuẩn bị lấy cái tập pin để trên nóc nhà, chuẩn bị lắp cái năng lượng mặt trời cho em xá. Em xá đang chuẩn bị đi lấy than thì em cái lấy cái tập pin đi trước. Rồi cái củ ắc quy thì để đây. Em xá ra lấy than về. Em để đâu? Ở trên đấy à? Có an toàn không đấy? Nhìn từ đi. Từ từ nhá, cẩn thận nhá. Để anh tí đã anh dưới cái thang sang xong. Em cứ cần hết cái này, cái dây này tí nữa mình cho treo. Để anh dưới. Thang có chắc không đấy? Em cứ đặt ở một vị trí trên nóc nóc đấy xong thì cho cái đào trụ peo hoa còn dính chặt tao đúng không à? Cho chế anh chỉ cho tôi. Nó nhìn em cứ ấy thẳng dây xong nhét qua cái này á, nhét qua cái này xong thì anh vào nhà xin nhé thì đi được tám xong rồi. Đây quý vị, em xá sẽ nhét qua cái nóc nhà, có một cái lỗ đấy đi qua vào đấy được thì chắc em xá sẽ nhét qua cái nóc đấy.
Đây, em cái cho đi là lấy cái bình ắc quy này đi đặt ở góc nào nó hợp lý. Em để cho em cái đặt. Em cái sẽ chuẩn bị đấu cái này. Được. Có bật điện đây, nghe em ăn đánh vào đây. Cho nghe nó tỉ à mất tưởng máu của nó đi tu à quý vị. Cái bóng để một cái bóng ở bên nhà khách của em Xá thì em cái sẽ để cái bóng to này đây. Xá dạ. Cái bóng này để góc nào thế này. Ở chỗ sao chỉ tôi chọn đúng rồi. Đặt thớt ra cao để sáng. Được. Quý vị, em cái sẽ lắp cái bóng của nhà em Xá. Bây giờ đã sáng rồi, thoải mái. Bây giờ phòng khách của em Xá thì ban đêm cứ như là khách vào và là phục vụ trong gia đình nhà em Xá cũng thoải mái. Đã có cái bóng đèn năng lượng mặt trời phục vụ cho gia đình. Đây, cái bóng ở trong bếp này để đặt chỗ nào em Xá? Đặt đây à? Đặt thất ra cao, đặt thất thế nào? Thế này nhỉ? Nó bị tạo. Có một số cái cỏ này. Chó này tôi nhờ cầm để tiếp đến chứ. Kéo cho nó chưa đến đâu. Kéo cho nó. Phù được. Được. Nhưng mình còn cứ bị chỉ là lắp chạm. Đây, sáng cái rồi. Bóng điện của nhà em Xá cũng đã sáng rồi. Em cái vào đã lắp hoàn thiện. Đây, cái bóng một cái bóng ở nhà bếp và một cái bóng ở cái nhà khách. Em cái đã lắp cái năng lượng mặt trời của em Chí em Xá xong rồi. Thì em cái sẽ chuẩn bị lên nhà em Chí để giúp em Chí lắp nốt rồi. Nhờ em Xá cũng đang ở nhà. Thì hôm nay thì em Chí nó không ở nhà thì em cái cũng chuẩn bị lên. Thì hai anh em mình bắt đầu lắp cái năng lượng mặt trời cho gia đình em Chí. Đây. Mình cho để góc chỗ nào đi nhỉ? Cái
nữa có thể mù này. Cứ mở cửa mình vào vào trong nhà để ấy. Này, nhà em Chí không ở nhà thì em Sá cũng vào đây. Anh em mình chuẩn bị bắt đầu lắp các lắp tấm pin trước. Đây, em cắt ra không gì. Đánh. Em lấy cái bật. Đánh nhé. Đánh. Nên cái cây cả ra thì nó chính là cây cư. Chế là nó cây cư. Ta cho xôi quá. Mấy bà chế à? Hả? Chuyên bà lá lúc bóng à? Chế rồi, chế rồi. Bây giờ em cái chuẩn bị lấy cái tấm pi của em Chí, em Thôi Mì Chí để đi để trên nóc nhà. Hôm nay em Chí, hai vợ chồng em Chí không ở nhà thì nhờ em Xá để giúp ấy lắp nốt để thì thế đi từ góc đi từ cái nhà đi hả thì nhé em cứ để cái chú góc ở trên mái nhà to ấy. Ừ, ok mà. Để đồng xuống. Thế lấy hết cái dây đi anh. Đây, em lấy luôn cái dây này. Em cần mua xong thì nó nhét vào chúng nó vào. Hóa gì à? Lắp. Cái chỗ đó thì em cứ đọc vùng góc qua ở trên đấy ở chỗ kia giao cho thử và tu vài cái mũi tàu rồi hao lúc nó chỉ mũi tàu ở chỗ này dùng em về cái gì mình ấy lấy cái túi vít về đấy vặn luôn đây. Em về đấy tháo cái này xong rồi lắp một cái ắc quy. Em lắp vào nó đi. Cho anh lắp ra này. Này. Được không? Ờ, bảo tàng thấy khí cần chỉ nhỏ rồi, ôi giời lúc này khí.
cái chuẩn bị chiếc bóng ở đây. Cần là đây à? Ừ. Em cứ quay về, để em lên cao lên. Treo treo qua về đi, qua phía sàn. Rồng nhỉ, không cần. Đây quý vị, em cái cũng chuẩn bị vào lắp cái năng lượng mặt trời của em Thò Mỹ Trí, em cái lắp cho nó sáng. Vì hôm nay thì hai vợ chồng em Thò Mỹ Trí nó cũng không ở nhà, thì em cái không biết là cái củ mình đã quy mình sẽ để chỗ nào. Thì trước mắt thì em cái sẽ đặt ở góc này. Em xá mình lắp cho nó sáng hoàn thiện, cứ để đây. Em ơi, em vào đây anh dặn đi. Ý là em ở gần đây nhá, tí nữa không cho các cháu nhỏ ở đây chơi nghịch ở đây nhá. Ở đây có điện phải không? Sợ điện giật thì không cho các cháu nó nghịch ở đây. Tí nữa hai vợ chồng em Chí nó về thì em dạ cứ bảo là phải đạt một cái chỗ góc nó an toàn. Vì hai hôm nay thì em Chí nó không ở nhà thì em cái không biết là để góc nào phải không? Thì tí nữa lắp nữa thì hai vợ chồng về thì em sẽ dặn dò là để cho chỗ cao tí nhá. Hôm nay thì em cái với em Xá anh em mình cũng vào giúp em Thò Mỹ Trí nó lắp hoàn thiện cái năng lượng mặt trời. Vì hôm nay anh Ngọc cũng bận, anh Ngọc vào được thì nhờ hai em vào giúp lắp cho cái nhà em Trí và em Xá. Thì bây giờ cái điện năng lượng mặt trời cũng đang hoàn thiện hết. Bây giờ thì em cái cũng tiện vào đây cũng xem một vòng cái căn nhà của em Thò Mỹ Trí cho quý vị. Đây quý vị, gia đình em Thò Mỹ Trí thì cách ăn uống cái hàng ngày, cái sinh sống ăn uống hàng ngày của em Thò Mỹ Trí nó chính như thế. Vì cách phong tục hoặc là cái ý là thời xưa rồi, cái con người nó muốn thay đổi thì phải từ cái con người ra. Như đôi lúc em Thò Mỹ Trí thì em cái cũng tuyên truyền và nhắc nhở mình phải ăn ở phải sạch sẽ. Bây giờ có căn nhà đẹp thì mình cũng ăn cơm xong phải dọn cho nó gọn gàng, hoặc là phải rửa sạch sẽ xong để cho một góc nào. Nhưng mà ý là do cái thờ con người ấy, em Thò Mỹ Trí thì nói chung là nó cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà em cái sẽ cố gắng để em cái cũng sẽ cố gắng, lúc nào em cái vào đây sẽ nhắc nhở em Thò Mỹ Trí sẽ cố gắng hơn. Vì mình đã có căn nhà đẹp rồi thì lúc mình ăn xong mình sẽ rửa bát này, quét nhà gọn gàng. Đúng, em cái vào đây xem. Đây cái căn phòng của em Thò Mỹ Trí cũng thế, vì hôm trước là vào đây anh Ngọc cũng vào, em cái cũng vào, cũng dặn dò rồi bảo em Thò Mỹ Trí cũng phải chuyển vào đây ở làm cái giường, chuyển vào đây ngủ ở đây. Nhưng mà thực sự là em Thò Mỹ Trí vẫn chưa vào đây, rất là tiếc. Hôm nay thì em cái cũng không gặp em Thò Mỹ Trí. Nếu mà em cái gặp em Thò Mỹ Trí thì em cái sẽ bắt buộc em Thò Mỹ Trí phải làm cái dừa ở đây, xong mình ngủ ở đây thì nó sẽ quét dọn cái nhà nó sạch hơn. Cái này cũng thế, ý là em Thò Mỹ Trí nói chung là nó vẫn nhà thì vẫn ở gần sát với nhau thật, nhưng mà cái trong cái nhà này nó cũng chưa vào ngủ, nó vẫn ngủ cái gần cái nhà bếp đây, gần với chuồng bò thôi. Thì tới này mai kia em cái anh em lại sang đây, có khi gặp em Trí thì em cái sẽ cố gắng nhắc nhở em Trí để làm cái dừa ở đây vào nó ngủ nó mát hơn. Và bây giờ thì cái căn nhà em Thò Mỹ Trí thì em cái cũng đưa quý vị mình đi xem qua một vòng như thế. Bây giờ nhá, chú anh cũng ấy, chú dạ các cháu nhá, bây giờ không được nghịch cái bóng điện nhá. Bây giờ bóng này là đã có điện vào đấy không? Thì các cháu đừng có nghịch, tí nó điện giật thì chết người nhá. Thành. Nhớ chỉ phô vũ tỉnh đi nhá. Ô phô mình chào bằng mô để chung á. Ô chỉ phô chào tỉnh lo nhá. Chỉ phô mai để lên cho phô người ta. Nhớ chỉ cố tỉnh nó. Lúc tao chờ cha thì phô chỉ đi đón đi á, chỉ phô nhé. Cháu đừng có mà nghịch nhá, vì hôm nay thì bố mẹ cháu không ở nhà thì chú không biết để đặt ở chỗ nào, nhưng mà cháu đừng có nghịch nhá. Bây giờ chú đã vào đây lắp cái bóng điện sáng rồi, nhưng mà đừng có nghịch, thì nó điện nó giật thì chết người nhá. Nhớ thì chỉ phô nhá, cáo trong đi nhé. Vì chỉ có gì lò mà có gì cho ấy khó có chiêm chỉ.
Quý vị, vì hôm nay thì Chí được không, em Chí không ở nhà thì em cái cũng không biết là đặt ở chỗ nào, thì quý vị cũng thông cảm cho em cái, em cái cũng nhắc nhở cho hai ba cháu này, thì lát nữa chắc em Chí nó về thì em cái cũng dạ em xá rồi, em Chí về thì sẽ đặt ở chỗ nó cao hơn cho nó an toàn, tránh cái tình trạng trẻ con nó nghịch vào đây điện giật. Thì em cái cũng dặn dò em xá, vì em cái đặt ở chỗ đấy là rất là hợp, vì vừa gần bếp mà nó ấy, vừa gần nhà xong có một bóng vào cái nhà khách này, một bóng vào nhà bếp. Vì lý do là hai vợ chồng em Chí nó không ở nhà thì em cái không biết là đặt ở góc nào, thì quý vị cũng thông cảm cho em cái. Bây giờ nhá, anh vào đây coi như là đã lắp hoạt thiện gia đình cái năng lượng mặt trời hai gia đình hai em, thì em cũng ở đây em hay vào thành quát dạ dò là hai các cháu nhá. Đừng có mà chơi nó nghịch vào đấy, thì nếu bùa em Chí vào thì em sẽ dạ dò em Chí để chú nó cao hơn. Thì hiện tại thì em cái cũng vào lắp cái năng lượng mặt trời hai gia đình hai em hoàn thiện hết rồi, thì cũng bây giờ em cái cũng nói chung là cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn quý vị khán giả cái video tiếp theo ạ.